Trưa 23 tháng 7 theo giờ địa phương, trước khi buổi tập diễn ra, huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò, chia sẻ với các học trò những tâm tư, đánh giá, nhận định được chiến lược gia 74 tuổi giải bày với toàn đội. Đội tuyển nữ Việt Nam đã đón chào sự trở lại của tiền vệ giàu tốc độ Thanh Nhã. Đây là sự bổ sung rất cần thiết về mặt lực lượng cho huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng tới trận đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7. Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã đã sẵn sàng tập luyện trở lại sau khi bỏ lỡ trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Các gương mặt đá chính ở trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ như Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Thái Thị Thảo chạy bộ thả lỏng. Tính đến hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã đón chào sự trở lại của tất cả các cầu thủ. Hải Yến, Dương Thị Vân cũng đã sẵn sàng cho trận đấu với Bồ Đào Nha. Tiền vệ trẻ Hải Linh chia sẻ. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam được góp mặt vào sân chơi lớn nhất là World Cup, em cảm thấy rất là háo hức và hạnh phúc. Em cảm thấy rất là tự tin và quyết tâm, cũng như là toàn đội ạ. Chị Vân bị đau nên là em cũng luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần sẵn sàng tốt nhất. Sau trận đấu với đội tuyển Mỹ, Hải Linh được ban tổ chức yêu cầu đi thử doping. Cầu thủ mang áo số 10 cho biết. Sau trận đấu hôm qua thì em phải đi thử doping và về muộn. Sau đó là gia đình rất lo lắng và gọi cho em không được vì để hỏi xem vết thương của em như thế nào. Sau đó em cũng chia sẻ là em không sao và em rất là hạnh phúc vì được đá chính trong trận đấu ngày hôm qua. Trước giải em cũng kiểm tra một lần rồi nên là hôm qua em thấy bình thường, em vào em cũng thực hiện được luôn ạ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập tại sân Fred Taylor Park, thành phố Auckland, trước khi di chuyển tới Hamilton vào ngày 26 tháng 7. Đội sẽ thi đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 tại sân Waikato, Hamilton, cách thành phố Auckland 125 km.